Một thiếu niên 11 tuổi từng gửi thư đến Tòa Bạch Ốc bày tỏ ước muốn cắt cỏ sân nơi này. Và hôm thứ Sáu, 15 tháng 9, cậu bé được hoàn thành ý nguyện của mình và mải mê làm việc đến nỗi chẳng để ý đến cả Tổng thống Donald Trump khi ông ra gặp cậu ta. Theo bản tin của UBI, thì cậu bé Frank Cecil, sống ở thành phố Fonchurch, tiểu bang Virginia, đã viết thư gửi Tổng thống từ hồi đầu năm nay để bày tỏ ý muốn được đến thăm Tòa Bạch Ốc và cắt cỏ nơi này. Trong thư thì cậu bé cho biết là có dịch vụ cắt cỏ của riêng mình và sẵn sàng mang theo đồ nghề làm việc. Jacio cho báo chí hay thì lúc đầu cậu định đề nghị chỉ lấy giá bình thường là 8 đô la, nhưng cha của cậu nói rằng hãy làm miễn phí. Jacio được mời đến sáng thứ Sáu và người ta giao cho cậu bé một cái máy cắt cỏ. Cậu bé mải mê làm việc trong vườn hồng, đẩy máy cắt cỏ đi ngang qua Tổng thống mà không ngừng lại. Jacio đang làm giữa chừng thì Tổng thống Donald Trump bước ra ngoài để nói chuyện với cậu. Sau cùng thì khi đến cuối sân thì Jacio mới ngừng lại để nói chuyện với Tổng thống. Tổng thống cho báo chí biết rằng Jacio muốn trở thành lính hải kích khi lớn lên. Sau đó thì Tổng thống đã mời Jacio và gia đình cậu vào phòng bầu dục để nói chuyện lâu hơn.